Thưa quý vị, tại cuộc họp thường kỳ hàng tuần giữa Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vào chiều ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhân dân cả nước không được chủ quan với dịch COVID-19 vì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao. Vì thế, mọi người dân hãy nghiêm túc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng bệnh cho chính mình và gia đình. 8 ngày qua, trong lúc thế giới ghi nhận thêm hơn 600.000 người mắc COVID-19, đưa số người mắc căn bệnh này trên toàn cầu lên hơn 1,5 triệu người, thì trong 9 ngày thực hiện cách ly xã hội trong cả nước, Việt Nam ghi nhận thêm gần 40 người mắc mới, bằng khoảng một nửa so với tuần cuối tháng 3, và 2/3 số này được phát hiện trong các khu cách ly tập trung. Tình hình này phản ánh sự đúng đắn khi thực hiện các biện pháp cách ly, và phần nào là kết quả của việc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội từ mùng 1 đến ngày 15 tháng 4 theo chỉ đạo trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù qua 9 ngày thực hiện cách ly xã hội trong toàn quốc, số người mắc mới được ghi nhận có giảm và dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, nhưng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ đều bày tỏ lo ngại vì mấy ngày nay một bộ phận người dân có vẻ chủ quan ra đường nhiều hơn và không đeo khẩu trang. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền các địa phương, các lực lượng tham gia phòng chống dịch và nhân dân cả nước tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác vì nỗi lo vẫn còn đó. Gần 50% dân số của thế giới đang ở nhà để phòng chống. Nhiều nước đã thực hiện biện pháp hết sức là mạnh mẽ, quyết liệt, cả hình sự nữa, phạt hết sức nặng nếu như ra đường phố không đúng quy định của từng nước ở nước ấy. Tôi nói thông tin này để giới thiệu lại với quốc dân đồng bào và tất cả mọi người, chứ không phải Việt Nam chúng ta thực hiện biện pháp này. Rõ ràng cái nguy cơ về lây nhiễm COVID-19 rất lớn. Yêu cầu mọi người phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ai không thực hiện phải xử phạt nghiêm. Các địa phương cần chấn chỉnh thực hiện nghiêm biện pháp cách ly. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thực tế đã chứng minh Việt Nam đang đi đúng hướng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Nên lúc này phải tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và điều trị hiệu quả. Với phương châm, dĩ bất biến, ứng vạn biến, trong từng thời điểm có thể thay đổi chiến thuật phù hợp. Do đó, sau ngày 15 tháng 4, dựa trên tình hình diễn biến dịch bệnh của cả nước, Thủ tướng sẽ quyết định có kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội nữa hay không. Trước tình hình có người mắc COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam, nhất là qua biên giới phía Tây Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu đối với các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng, tiếp tục giữ chặt biên giới, tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam không về nước trước ngày 15 tháng 4. Các trường hợp đặc biệt khi nhập cảnh đều phải được cách ly đủ 14 ngày. Còn Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung và huấn thị cho các lực lượng làm nhiệm vụ để không bị động khi phải đón thêm người đến cách ly. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tạm dừng các chuyến bay quốc tế và hạn chế tối đa các chuyến bay trong nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đang có kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho những người Việt Nam ở nước ngoài vì dịch COVID-19 mà gặp phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện Thủ tướng đã giao các bộ liên quan xem xét đưa ra các tiêu chí và tổ chức các chuyến bay thương mại để đưa các công dân Việt Nam có nhu cầu về nước, nhất là học sinh dưới 18 tuổi, người lớn tuổi, người đi chữa bệnh, người đi du lịch hay thăm thân nhưng đã hết hạn thị thực nhập cảnh hoặc bị kẹt tại một số sân bay, trước hết là ở một số nước như Mỹ, Singapore và Nhật Bản.